Tại thành phố Phan Thiết, khối thi đua số 9 đã tổ chức khai mạc hội thao năm 2024. Tham dự hội thao có hơn 100 vận động viên là cán bộ công chức viên chức người lao động của 10 cơ quan đơn vị trong khối thi đua 9, gồm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Thi hành án Dân sự, Sở Tư pháp, Thanh tra, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Trại giam Thủ Đức và Trại giam Huy Khiêm do Trại giam Thủ Đức làm khối trưởng. Hội thao diễn ra trong 2 ngày 7-8 tháng 9 với 4 môn thi đấu, xe đạp chậm, nhảy dây nam nữ phối hợp, nhảy bao bố nam nữ phối hợp và bóng đá nam 5 người. Đối với môn bóng đá nam 5 người được chia làm 3 bảng, thi đấu loại trực tiếp, chọn 4 đội có số điểm cao nhất vào thi đấu bán kết và chung kết. Với tinh thần thể thao đoàn kết trung thực cao thượng, các vận động viên đã mang đến những màn tranh tài quyết liệt, sôi nổi và hấp dẫn. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong khối thi đua chính gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện thể thao, thắt chặt tình đoàn kết, trao đổi, học tập kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong chiều qua và hôm nay, Giải thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất năm 2024 tiếp tục diễn ra với 3 môn thi đấu gồm bóng đá, đẩy gậy và việt giã. Ngay từ sáng sớm tại sân vận động Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, gần 70 vận động viên tham gia thi môn việt giã nam nữ đã có mặt đông đủ. Ai nấy cũng đều háo hức, ra sức thi đấu thật tốt để đạt được thành tích cao. Môn thi việt giã với cự ly 5 km dành cho nam và 3 km dành cho nữ đã diễn ra rất thành công. Kết quả giải nhất cá nhân nam thuộc về em Diên Tiến Hòa, đơn vị huyện Bắc Bình. Giải nhất cá nhân nữ thuộc về em Đào Thị Hà Vi, đơn vị huyện Bắc Bình. Giải nhất đồng đội nam thuộc về đơn vị huyện Tuy Phong. Giải nhất đồng đội nữ thuộc về đơn vị huyện Bắc Bình. Cũng may mắn được đạt thành tích nhất, vui. Nói chung là nhiều người hỗ trợ và anh em các dân tộc về tham gia chung với nhau rất là hào hứng và nói chung là rất là đoàn kết để tạo ra một giải đấu thật là tuyệt vời này. Em cảm thấy rất là vui khi mà được tỉnh tổ chức tham gia thi hội thao dân tộc thiểu số này về cái giải việt giã. Nói chung là lên đây thì giao lưu học hỏi mấy các bạn. Tại nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Bình Thuận, 54 vận động viên tham gia môn thi đẩy gậy cũng đã cố gắng tranh huy chương ở 16 hạng cân, trong đó có 9 hạng cân nam từ 54kg đến trên 75kg, 7 hạng cân nữ từ 51kg đến trên 69kg. Ban tổ chức đã trao 16 bộ huy chương cho vận động viên các đoàn đạt thành tích cao ở 16 nội dung, trong đó đoàn huyện Hàm Thuận Bắc đạt giải cao nhất với 10 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Tất cả vận động viên của Hàm Thuận Bắc đó, nói chung, riêng về cái môn đẩy gậy nói riêng thì tất cả các vận động viên đều là háo hức tham gia cái giải lần này. Các em cố gắng tập trung cho cái chuyên môn nhiều, cho nên là vừa qua thì đoàn Hàm Thuận Bắc đạt chất lượng về cái môn đẩy gậy rất là cao. Cũng tại nhà thi đấu tổng hợp tỉnh, vận động viên của 4 đội bóng đá nam 5 người gồm huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam và Tuy Phong tiếp tục tranh đấu ở vòng bán kết. Vận động viên các đội đều rất cố gắng và luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao trong hội thi năm nay. Đến với hội thi năm nay là rất là vui. Đội của em đạt vào đến vòng bán kết cũng là thành công của toàn đội. Qua cái hội thi này thì em cũng học hỏi rất nhiều điều từ các bạn, kỹ thuật rồi kỹ năng tư duy của các bạn. Đến với giải lần này thì Tuy Phong cũng tham gia đầy đủ 5 môn theo kế hoạch của tỉnh. Và trong quá trình thi đấu thì đội Tuy Phong nói chung và các đội tham gia đều thể hiện được tinh thần thể thao và sự đoàn kết giữa các đồng bào các dân tộc trên địa bàn của tỉnh. Về môn bóng đá thì phải nói là mặc dù là đồng bào các dân tộc ít người nhưng mà cái tinh thần thi đấu cũng như cái sự chuẩn bị và chất lượng giải đấu phải nói là hôm nay rất tốt. Hầu hết các đội đều đá rất hay và nhiều vận động viên phải nói là có trình độ kỹ thuật cũng như cái khả năng chuyên môn cũng tương đối cao. Giải thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất năm 2024 đã trải qua 3 ngày thi đấu với 174 vận động viên tham gia, chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số đến từ 7 huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Hàm Tân, Đức Linh. Đây được xem là sân chơi bổ ích và có ý nghĩa, giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số có dịp giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em.